Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2023, đoàn công tác số 3 do đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng ủy xã Thanh Hối. Tham dự đoàn công tác có đồng chí Bùi Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó đoàn kiểm tra. Đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ xã đã thường xuyên tăng cường làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng. Về lĩnh vực phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,2% đạt 116,8% so với nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông lâm thủy sản chiếm 51%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm 17%, thương mại dịch vụ chiếm 32%, thu nhập bình quân đầu người đạt 58.800.000 đồng trên người trên năm, diện tích trồng rừng sau khai thác đạt 106,2 hecta trên năm, tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì 51%, tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 5.286 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn xã, công ty dệt kim Supertech đang tiến hành khởi công xây dựng, bước đầu đã đưa 30 công nhân của địa phương đi đào tạo nghề. Công tác giáo dục được quan tâm, 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường, số trẻ mầm non, tiểu học và trung học cơ sở lên lớp đạt 100%, số hộ gia đình văn hóa đạt 84,1%, khu dân cư văn hóa 12/12. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế và góp ý định hướng cho Đảng ủy xã về một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương trong thời gian tới. Phát biểu và kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục ra soát và đánh giá các tiêu chí thực hiện nghị quyết, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và cán bộ đảng viên, triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng đến công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển đảng viên.